Rồi cây cầu hết rồi, ok rồi. Cầu với cây hết. Rồi. Ok luôn. Đẩy luôn. Chị. À, cái nào. Chạy được. Rồi. Nó đẩy luôn á, đẩy đầu đi luôn. Mặc đồ, mặc đồ đi. Số nào mà số đó vui, không có nó đằng sau nó đẩy. Đúng rồi, cài số. Bụi ghê không cơ, trước khi của Lê Tuấn này. Đấy. Đấy, Lê Tuấn đó. Các bác ở đây cũng đã chuẩn bị đã ưng rồi các bác. Đấy, số xe rất đầy đủ ấy. Xe là cực kỳ đẹp. Chiếc này nói thật các bác đúng có tiền mua các bác không mua nổi được. Nhiều các bác không biết có kịp không. Đấy. Rất đẹp. Và cơ sở Trung Kiên thì vẫn còn hai cái mẫu các bác nha. Và rất nhiều chảo cho các bác đây. Chảo 4 này các bác nha. Và chảo 3. Và chảo 4 Hòa Tiến. Và chảo 3 kịch luôn. Dàn khoan. Và dàn 6 đẹp nhất hết bây giờ. Đấy, trên 20 triệu. Và dàn này là dàn 18 triệu các bác nha. Tuyệt đỉnh. Của Australia, của Pháp. Rất nhiều các bác. Và hôm nay chuyến xe 70 Tây Ninh sang để xem mặt em Ishiki và Kubota. Đấy, nhẹ là nổ lên. Cháy luôn. Đấy. Máy nổ các bác nghe không, không ra luôn. Cái vỏ luôn để vào luôn. Yeah. Máy nổ rất êm. Yeah.
chiếc Kubota này mà cứ như vậy thì không còn nữa các bác nhé. Cơ sở trung kiên mất xe trong ngày hôm nay. Em dám khẳng định chiếc Kubota này sẽ lên đường. Đấy. Và còn chiếc Isuzu nữa các bác cũng đang còn chấm. Nhưng thứ nhất là em là chỉ người dẫn khách các bác nhé. Thế mong các bác cho em một like cũng như tất cả các bác nào đang có xe cũ, chảo cũ các bác nhé. Các bác alo cho em. Em đến và dẫn khách đến mua cho các bác. Đấy. Rất là chân thành cảm ơn đến các bác rất nhiều đã yêu ái đến kênh của Lê Tuấn, cho em một like cũng như đăng ký kênh các bác nhé. Các bác đăng ký kênh là lợi cho các bác không phải đi tìm, em đi tìm cho các bác thôi. Các bác cứ đăng ký kênh, nhấn cái chuông, lúc nào video lên mà đúng vào phân khúc của các bác alo cho em 0394 326 198. Đấy, tất cả xe của ở đây thì hiện bây giờ trên khắp toàn quốc, nhiều bác ở xa nhưng mà em thì không tới được, mong các bác thông cảm. Còn ở gần thì em đến. Đấy, còn các bác ở xa thì em ship cho các bác luôn nha, giá cả hợp lý. Đấy, các bác ưng em chạy xe như này là các bác ok rồi. Đấy, nếu như còn giá cả, nếu như em bảo 50 là 50 đó, thì người ta trả 49, chủ không bán thì các bác thích rồi 50 thì các bác lấy, là em ship cho các bác luôn, không cần phải lăn tăn. Xe cộ đẹp, đấy, em nói đẹp xấu nói xấu nó sao em nói, bởi vì em là phải uy tín với các bác, bởi vì em là người ở giữa. Đấy, cho nên các bác rất gì là thông cảm với em, và em cũng phải uy tín với các bác. Đấy, em ship rất nhiều, có những người 200-300 triệu cũng chuyển qua tài khoản lại em ship đi các bác, những xe lớn xe nhỏ. Đấy, qua kênh này em mong các bác nào có xe cũ xe mới ở gần Tây Ninh, Lộc Ninh, Phú Giáo, Bình Dương các bác nhá. Đấy, rồi sẽ alo cho em là em đến, em dẫn khách đến cho các bác. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác kia sau. Và câu trả lời có mua hay không thì em đã đưa lên tiêu đề là đã bán rồi hoặc em đi theo chồng các bác nhá. Đấy.